nghĩ ra là mình kết thúc video rồi đấy, nhưng mà hôm nay cái cảnh tượng này mình muốn cho các bạn xem đấy. Chứ mọi khi là mình những cá nó chết thì mình vớt luôn nó trong chậu ra, chứ hôm nay mình sẽ cho tất luôn vào trong hồ. Thế là các bạn nhìn cả hồ xem, nhìn như thế này nhé. Đây đó, đây chết rất là nhiều các bạn nhé, không phải ít đâu. Đấy, khi mà mình đóng với số lượng nhiều như thế này và trong hai bao lên thì nó sẽ như thế này. Đấy, rủi ro cũng rất là cao nhé các bạn nhé. Đấy, nhưng mà khi đóng về đến các bạn thì cá hầu như về đây là và để nhà mình ra sủi nước mạnh rồi, nước rất ok rồi thì cá nó sẽ khỏe hơn nhiều rồi. Thế gửi với các bạn nó chết 1-2 con nó không đáng gì cả. Đấy, số còn lại các bạn nhìn cá nó vẫn là tung tăng. Chết ở đây là do bị chết ngạt. Nó số lượng quá nhiều, nó ngạt. Như là trong bao nó quá chật trội. Không vấn đề gì cả. Số còn lại cắm sủi vào rất là ok luôn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ lội vào, mình vớt ra xô các bạn xem là nó số lượng nhiều như nào nhá. Đây, nhìn đây thì nó vẫn hơi mông lung. Giờ mình sẽ lội vào, mình vớt hết ra. Một vật và một xô lột vào nó đắm đến nhà cá các bạn. Một giọt mà nhiều thế này các bạn này. Ô, cái này. Có điều này rất đặc biệt các bạn nhé. Đây là cá mới về thôi. Cá này mà để mai hoặc ngày kia thôi mà mình lội vào trong này đấy là tất cả nó sẽ rỉa chân mình các bạn ạ. Coi như là cá massage chân ấy, rất là thích. Nó cứ buồn buồn đấy. Mà bây nhiêu con mà nó cúm mà nó rỉa thì thường lắm. Không biết bạn nào đã thử cái cảm giác này chưa? Mới mua có 2 vợt thôi các bạn. Trời hôm nay nó oi các bạn. Có khi nắng thì nó oi. Hôm qua thì có khi
kia chết ít hơn, cái này chết nhiều hơn ấy. Kiểu nó giờ thời tiết nó muốn mưa mà nó chẳng mưa được. Mai cho cái dự báo thời tiết là mưa. Cá nhà mình chết rất nhiều nhưng mình không được gì mình phải giấu các bạn ạ. Nó chỉ là chiếc ngạt thôi. Số đen thì chịu thôi các bạn. Chả vấn đề gì cả. Cơ bản là khi mình bán đến tay các bạn thì cá nó sẽ khỏe là được. Mình vẫn bán làm sao đảm bảo uy tín nhất. Đây ạ, quý vớt cá mỏi dung thích ạ. Nó thỏ rất nhiều đấy. Các bạn đợi mình tính sát sau và mình sẽ cân thử lên các bạn xem thì các bạn ấy kháng thử được bao nhiêu, nhiều ít. Vớt không cẩn thận nên gặp thì rất nhiều con sấu tạo là nhặt nó ra không mà chết nó chết oan.
khá là nhiều cơ. Trong mình à, vớt tạm đến đây đã cho các bạn xem đấy nhé. Ở trong thì nó vẫn còn nhưng mà còn ít thôi. Đây là mất nhiều tiền đấy. Đây các bạn, các bạn nhìn ở trong đen đen trong xô này, đến đây nặng phết đấy. Bao nhiêu không phải ít đâu các bạn. Nó mấy nghìn con. Đây. Đây quay cho rõ rồi. Đây bao nhiêu phải hàng vạn con. Đấy. Một cân thử chỗ này rơi vào 2 cân 7 hay 8 thì đấy, còn 2,5 cân thì chậu đi, à chậu xô đi. Số lượng cá ấy, quá là nhiều luôn, chết. Đó. Đấy. Quá là bình thường các bạn ạ. Có lô mình còn đi mất cả nửa cơ mà, hôm những hôm nắng nóng ấy. Đây mình đã vớt vãn rồi, đấy, nhìn đen gì xì luôn. Quá nhiều luôn. Giờ còn lác đác vài con nữa các bạn. Nếu không còn nhiều. Đấy, giờ vớt đi rồi nhìn cá lại khỏe đẹp bình thường. Đang cho mấy cái dây sủi vào cá hồi nhanh lắm. Nó chỉ là chết ngạt thôi mà các bạn. Oxy nước chảy tuần hoàn cái là cá nó lại khỏe lại nhanh ngay mà. Ok, thế chuyện đến đây mình kể đến đây là kết thúc rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Các bạn thấy video của mình hay thì đừng tiếc một like chia sẻ giúp mình. Hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, bấm chuông thông báo ở bên cạnh để nhận được những video mới nhất nhé các bạn nhé. Ok, bye bye, chào các bạn.